mặt bên nhà. Tầng 2. Đây là phòng khách. Một bếp. Bếp thì bức tường này là có thiết kế là full, nhưng hiện nay mới xây được lửng thôi để tính toán tiếp với cái phần nội thất. Đây thang máy. Phòng này trước là phòng sinh hoạt chung, nhưng mà muốn điều chỉnh lại thành cái phòng dạy, phòng học cho trẻ con, thì chủ nhà là giáo viên. Đây tầng 2. Cửa sổ nhé. Cái này là vệ sinh. Trên tầng 3 đây. Tầng 3 là hai phòng. Đây là phòng con gái nhỏ. Con gái đấy. Tủ âm tường đây nhé. Phòng bên này phòng con trai. Con gái này. Ngủ con trai. Con trai đây. Khu vực tường này. Cửa. Ở đây thì con gái con trai dùng cái phòng vệ sinh ở đây cho hai cháu, phòng này. Thang đây. Đây là phòng master. Ngủ master này. Khu vệ sinh đây. Thiết kế căn bản thôi. Tầng 2. Phòng khách. Bếp. Thang máy. Vệ sinh. Phòng học trẻ con. Chủ nhà cô giáo.